Xin chào cô chú anh chị và các bạn, đây là buổi tiệc để mừng mình từ Úc về Việt Nam. Cả nhà mình sum họp lại ở về quê mình ở Bến Tre, Lộc Thuận, bên Xóm Rẫy. Thì cả gia đình mình đang ăn tiệc để vui vui. Mọi người cùng ly nha, 1, 2, 3, vô. Vô, ba cũng ly lên, mẹ cũng ly, ba với mẹ cũng ly nè. 1, 2, 3, chia, vô. Chúc cũng ly, cũng ly, ông xã. Ông xã, 1, 2, 3, chia. Cũng ly, rồi ba mẹ cả nhà mình uống, uống chút. Uống hấp môi thôi, mình uống từ từ chứ. Rồi, thank you. Yeah. Rồi, uống uống chút, dạ. Này đâu có gì đâu. Cái rượu nho là uống rất là tốt, mình ăn nó tiêu hóa cho mình đó. Người lớn tuổi mà sau khi ăn xong thì ba mẹ uống một cốc vậy, rất là tốt. Đây, đây là ba của mình, ba đưa tay lên. Ba đây, mẹ đây. Ba ôm hôn mẹ cái coi. Thôi chế rồi. Rồi, cặp trai. Trời ơi, bộ ông dày khó không nữa mà. Good. Ông xã mình đây, rồi cả nhà mình. Đây là cả gia đình mình, đây cháu mình rồi. Chị tên gì? Em tên Tất. Chị Tất, rồi bé Hoài nhớ nhìn lên con. Hoài Thương là cháu mình, chị hai của mình. Chị Dung, còn anh tên gì? Anh tài xế. Tên Dẫu. Tên Dẫu, kia là anh ba. Anh ba mình là anh thợ điện, thợ hồ, anh thợ đủ thứ. Thợ đủ thứ, đặt điện, làm đủ thứ. Giỏi lắm. Ok, đây là nhà mình trước có bờ sông, khu có giống như khu vườn nhỏ vậy đó, cây mít rồi. Cái mình ngồi đây ăn trưa, có cái chạy nó ra, cái mình ăn trưa nó mát. Rồi cả nhà ăn uống ngon nha. Rồi, tạm biệt ở đây nha. Thì video đã dài thì nếu như mình có thời gian mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem.